dọn dọn ở đây đâu, má vẫn nằm dở dò. Nghe mồi dữ không rồi nè, ghê chưa, hai con. Mấy anh đứa tù nhau rồi, dọn luôn. Chả dọn này đi về con, chả đi về, chả này con. Ế quá hả con bà? Mày mở ra, má đục hay, nó nhân gá thì được đi, chứ tỉ nhiên lên đục hay. Nhưng mà đừng có chơi điếm, nó cuối người ta. Mắc mưa rồi, anh em mắc mưa rồi, cho nên còn đây nè. Khe khe khe. Hên rồi. Mày hả mày? Bảy ngày đừng đi các bạn ơi, không có chỗ bảy. Cầm thêm hàng giò nữa nè. Đang cuối vụ rồi. Tự nhiên đi bảy quất thấy nó bay, đặng bay về. Vô luôn, hên rồi, sáng nay có hàng. Con đầu tiên. Được con quất rồi, con này nữa. Hên, một khung hồng dính hai con luôn nè. Trời ơi. Rồi, con này dính rồi, con kia nhào vô đá. Rồi, hai con dính cổ hết. Hên dữ. Trống mai luôn. À. Hai con luôn. Ông chủ đất không ra, không coi mình bẫy các bạn. Không biết dính mấy con vậy nè. Quất sung quất tơ, nó sung nó chạy như tên. 7 mé là quên đây mà nó băng qua cái lộ. Dưới đó lùm không, không dám chui xuống sợ ba ông bằng nó quýt quá. Bảy ngược qua mé bên đây mà nó băng nó chạy qua. Dính xiên đôi lại xiên đôi. Mặt lem coi nè, trời ơi coi mới không. Mặt còn hộp hộp đen nè, còn con dính đâu. Trời ơi vậy. Xiên đá quá trời luôn mà. Hên quá, lại hên. Thôi bắt cho để nó xiết cổ chết ngắt nữa. Con dính đó không sao mà dính đây nè. Tung tung mà chết á. Kiết bẫy gì trời đất gì luôn. Không hiểu nổi. Hôm nay nha anh em, 12 quất. Khổ rồi, con gà. Những mưa đen trời bỏ chạy nên không dính nữa. Cánh không? Mặt lem không nè, đá y đùng. Con chịu. Chưa ai vẫn con lẻ là cũng nhiều nữa. Rồi cân đi. Nhét vô nè. 12 quá con gà. Hai ký mấy nữa? 2 ký 7. Quay cái lưng trời. Đen trời đen đất.